Con trong chùa Mạo cũng bướng lắm. Con bướng. Con bướng. Hôm đổi sang chuyến con Nghệ An. À. Con đấy cơ bản là nó cũng bướng nên mình không thích cái màu nó, nếu không hòn nó đứng trong nó hiểu nó bị đổ. Nó không đổ màu, không đậm. Nó xấu. Thế mà đổ. Con này thì nó ấy hơn hay nữa không bường vào. Thế nên là đang thay lồng, thay kinh khủng. Thế nên chung, con này hót thì lại hay. Hay lắm. Yeah. Con này là con đổi ra chuyến con hát hay. Thế cái con mà chú rốt lồng sát mà cháu bảo là con yểm trắng con nào? Con cũng đang thay cái dạ. Đang thay lồng rất là yếu. Yếu không, không ăn tiền. Đợt này cạo hôm qua cạo phân ra đầy lông, cứ cả lên cánh lông đuôi. Dụng, đang dụng hàng đoàn. Kinh. Con nào đang thay lông nó tắm cả biết, nó cứ kiểu nó ướt sũng hết. Wow, nó dụng nhiều. Con kia chú, thằng gì to thế nhỉ? Nhìn trông như củ đậu. Đấy, mà mấy lần trước nhìn nó còn nhỏ hơn con này nhỏ hơn. Nhìn như củ đậu.